Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ Thì trước khi mà chúng ta bước vào một cái cuối tuần mới tôi muốn chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính và tôi nghĩ là không có tin tức nào mà lớn nhất trong vòng 24 tiếng hồi vừa qua mà các bạn cần phải quan tâm đến hơn là tin tức liên quan tới căng thẳng chính trị giữa Trung Mỹ và chúng ta sau đó sẽ nói tới một số những cập nhật liên quan tới tình hình của thị trường nói chung và khi mà chúng ta nói tới cái tin tức liên quan tới là Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa lệnh sư quán của Thành Đô Đây là một cái tin tức mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng đang nhận được Nhất là như bạn nào mà đã theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội Thì cũng đang nhận được cái thông tin mới nhất liên quan tới cái sự kiện này Thì khi mà các bạn nhìn vào sự kiện này thì nhiều người sẽ nghĩ đây là một cái sự kiện liên quan tới chính trị Thì tại sao một người mà trong thị trường tài chính cần phải quan tâm đến Tại vì các bạn cũng đừng có quên là chính trị và tài chính thật sự có cái sự quan hệ rất là mật thiết và chúng ta cũng đã từng chứng kiến là mỗi lần mà cái sự căng thẳng chính trị giữa Trung Mỹ diễn ra thì tài chính ảnh hưởng như thế nào? Các bạn có thể nhớ là thị trường chứng khoán cũng đã bị dao động rất là lớn, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như là ở Trung Quốc. Tại vì khi mà chúng ta có những cái sự căng thẳng liên quan đến chính trị và chúng ta dẫn đến là những cái sự căng thẳng liên quan tới tài chính Thâm thương với nhau hai bên là như thế nào? Tại vì các bạn thấy là nếu như mà chúng ta xảy ra một cái chiến tranh thương mại thì nước này sẽ đánh thuế quan nước kia, có nghĩa là nước kia khi mà nhập hàng hóa vào trong nước này thì sẽ bị đánh thuế nhập khẩu cũng tương tự khi mà các bạn thấy được là giả sử như Hoa Kỳ nhập hàng hóa qua bên Trung Quốc thì cũng sẽ bị đánh thuế tương tự nếu như mà Hoa Kỳ áp dụng thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc gửi qua thì các bạn thấy được là Hoa Kỳ cũng xuất khẩu rất là nhiều hàng hóa từ Hoa Kỳ qua bên Trung Quốc và ngược lại đương nhiên Trung Quốc vẫn là nơi mà xuất khẩu hàng hóa nhiều hơn là Hoa Kỳ nhưng mà sự ảnh hưởng là điều có cả hai bên các bạn thấy là năm 2019 khi mà căng thẳng giữa hai bên diễn ra thì những cái công ty như là công ty Apple cũng đã lên tiếng nói là cái sự chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ đã làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của những công ty đó rất là nhiều và cũng tương tự những công ty mà xuất khẩu ở Trung Quốc đã lên án nói là cái việc căng thẳng về chính trị giữa hai quốc gia Trung và Mỹ ảnh hưởng rất nhiều đối với cái việc làm ăn của họ ở Trung Quốc vì lý do đó các bạn thấy được là cái tin tức này được đưa ra thì hôm nay chứng khoán đã không kết thúc tốt lắm chúng ta sẽ nói về chứng khoán một lát nữa nhưng mà chúng ta hãy nói về những cái thông tin mà chúng ta đã biết cho đến thời điểm bây giờ lúc mà làm cái video này chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ thì tin tức mà chúng ta nhận được là Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa lệnh siêu quán ở Thành đô Bộ Ngoại giao ở Trung Quốc đã công bố hôm thứ sáu có nghĩa là hồi sáng này là họ sẽ thu hồi lại giấy phép cho tổng lãnh siêu quán của Hoa Kỳ tại thành phố Thành đô phía tây nam ở Trung Quốc Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã ra lệnh là tổng lãnh sự quán phải ngừng hoạt động theo một số yêu cầu mà họ đưa ra trên mạng và khu vực lãnh sự quán thành đô là bao gồm những cái khu tự trị gây ra cái nhiều cái sự tranh cãi gần đây như là ở tây tạng đô thị Trung Thánh cũng như là cái tỉnh tứ xuyên vân nam và quý châu thì cái việc liên quan tới trung quốc tại sao đột ngột lại yêu cầu À, hoa kỳ phải đóng cửa lệnh siêu quán ở thành đô là cũng không phải là đột ngột mà các bạn thấy được rồi đây là một cái sự phản hồi của trung quốc à, khi mà hoa kỳ ra định cho trung quốc đóng cửa lệnh siêu quán ở houston texas với lý do là bảo vệ tài sản trí tuệ của mỹ và thông tin cá nhân của công nhân hoa kỳ một điều mà các bạn cần nên lưu ý đến ở đây là các bạn thấy được là sau khi mà Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô thì nhiều người bây giờ cho là vị trí lãnh sự quán Thành Đô thì cũng tương đương như là cái vị trí của lãnh sự quán ở Trung Quốc tại Houston, Texas. Có nghĩa là bây giờ Trung Quốc vẫn chưa có muốn căng lắm, tuy là muốn căng nhưng mà chưa muốn là căng lắm. Tại sao? Tại vì nếu như mà Trung Quốc muốn căng hơn thì có thể là ra lệnh đóng cửa một lãnh sự quán ở một cái vị trí tốt hơn như là Thượng Hải, Quảng Châu hoặc là Hồng Kông. Nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc chỉ ra định là đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô Có nghĩa là vẫn chưa muốn căng thẳng lắm Chứ nếu như mà ra định đóng cửa ở Hồng Kông Thì tôi nghĩ là cái chuyện sẽ căng thẳng hơn rất là nhiều Tài chính của hai quốc gia sẽ gặp rất nhiều rắc rối Và lãnh sự quán Thành Đô được thành lập vào năm 1985 Và là một trong năm lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc à, Cộng với lại đại sứ quán ở Bắc Kinh Và các bạn thấy được đây là cái biểu đồ cho chúng ta thấy được là vị trí Của những lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Trung Quốc là nằm ở đâu trong đó chúng ta có vị trí À, ở Thẩm Dương, đây là một lãnh sự quán, lãnh sự quán ở thành Đô, đây là cái nơi mà Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa. Cái đó là Quảng Châu, Vũ Hán, Thượng Hải, Hồng Kông và Ma và cuối cùng là đại sứ quán ở Bắc Kinh. Đây là những cái nơi mà Hoa Kỳ đang có mặt ở trên lãnh thổ Trung Quốc, những cái nơi, những cái địa điểm của lãnh sự quán cũng như đại, đại sứ quán ở Bắc Kinh. Chúng ta vừa nói tới cái tin tức mới nhất ngày hôm nay, sau khi mà Hoa Kỳ nhận được tin tức liên quan tới Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải đóng cửa lãnh sự quán Thành Đô, thì tình hình bây giờ như thế nào? Ngày hôm nay, thì các quan chức chính quyền cấp cao của Hoa Kỳ cũng không có nói là liệu chính quyền của Tổng thống Donald Trump có tuân thủ lệnh đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô hay là không. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là một số nhân viên của lãnh sự quán Thành Đô Hoa Kỳ đang thực hiện một số những hành động làm tổn hại lợi ích an ninh của Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta vẫn không có nhiều chi tiết. Cũng như là Hoa Kỳ nói là những người trong lãnh sự quán à, của Trung Quốc ở Houston à, làm ảnh hưởng đến một số những cái tài sản trí tuệ Cho nên Hoa Kỳ đã đóng lại lãnh sự quán của Trung Quốc ở Houston Bây giờ các bạn thấy là tình hình cho đến à, lúc mình làm cái video này là chiều thứ sáu thì cả hai bên đều chưa có không khai là có thực hiện cái lời ra lệnh của bên kia hay là không có nghĩa là bây giờ ở Hoa Kỳ thì lãnh sự quán ở Houston của Trung Quốc thì vẫn chưa có cái sự công khai là sẽ tuân thủ điều lệ này cũng như là các bạn thấy là lãnh sự quán thành đô của Hoa Kỳ ở Trung Quốc thì bây giờ vẫn chưa ra thông báo chính thức là có thực hành cái thủ lệnh của Trung Quốc hay là không đây là cái tình hình mà chúng ta đang đối đầu và với cái sự căng thẳng về mặt chính trị giữa hai quốc gia thì chỉ số cổ phiếu của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc đã rơi À, trong ngày hôm nay chúng ta hãy nhìn tới một số những cái tài liệu liên quan tới thị trường nói chung nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về những cái thông tin đó thì cũng như thường lệ thì tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà bạn tham gia vào một sàn giao dịch crypto Các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thường Capital Như là các bạn có thể tham gia vào sàn Margin FX Sàn FX các bạn có thể đăng ký thông qua link của Thuận Capital sau đó các bạn có thể là bấm vào cái nút link form đăng ký để mà điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn margin như là Bybit, Binance và Coinbase tất cả các chi tiết thì nằm ở phía dưới cái video này các bạn hãy bấm vào cái link chúng ta hãy nói tới cái tình hình thị trường nói chung ngày hôm nay thì các bạn thấy được là chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay là không tốt tại vì cái sự lo ngại về chiến tranh thương mại của Trung Mỹ lại bắt đầu bùng nổ thêm một lần nữa trong khi mà chúng ta vẫn đang đối đầu với một số những cái nguy cơ là dịch bệnh nổi lên lần thứ hai chúng ta vẫn đang đối đầu với lại là tình hình có hỗ trợ là sẽ như thế nào có thực sự là sẽ có một có hỗ trợ hay là không bây giờ thị trường vẫn chưa có rõ về vấn đề này tôi sẽ có thêm một cái video để mà chia sẻ thêm chi tiết liên quan đến tình hình của hỗ trợ nhưng mà tình hình Hoa Kỳ hôm nay thì các bạn thấy được là chứng khoán thì chỉ số Dow Jones sẽ xuống 0,68% S&P 500 đã xuống 0,62% và Nasdaq đã xuống 0,94% để hiện cái chỉ số kết thúc ngày hôm nay ngày thứ sáu vàng thì tiếp tục tăng lên cho bạn thấy được là vàng đã tăng lên 0,5% bây giờ đã trở lại cái mức là 1.900 đô dầu theo đồng tương lai của dầu là mức là 41 đô 34 cent cho một thùng dầu ở thời điểm hiện tại. Các chỉ số chứng khoán của châu Á thì cũng tương tự các bạn thấy được là nhất là chúng ta nhìn vào các chỉ số ở Thượng Hải thì ở Shanghai đã xuống 3,86% và ở Hang Seng ở Hồng Kông thì đã xuống 2,21%. Tại sao? Thì tại vì các bạn thấy được là khi mà chiến tranh thương mại xảy ra thì cả hai quốc gia Tuy là các bạn thấy đây là một cái tình hình liên quan đến chính trị Chúng ta sẽ không nói đến ai đúng ai sai Nhưng mà chúng ta sẽ nói tới là đứng sau lưng Chiến tranh chính trị, chiến tranh thương mại Đó chính là những người dân như thường và các bạn Cho nên sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều Đối với việc xuất nhập khẩu của họ Ảnh hưởng rất nhiều đối với việc hàng hóa lưu thông giữa hai quốc gia Cho nên chiến tranh thương mại là một điều mà không tốt cho cả hai quốc gia về mặt tài chính Bitcoin thì các bạn thấy được là cách đây vài tiếng đồng hồ khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin liên quan tới chiến tranh thương mại giữa Trung Mỹ là từ từ bùng nổ thì giá cả của BTC đã đi lên và cách đây à, khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ đã lên tới cái mức là 9.600 đô bây giờ đã trả lại một phần thì thường chúng ta thấy được là những cái tình hình như là chiến tranh thương mại thì vàng và BTC đã đi cùng có xu hướng cho nên nếu như mà chiến tranh thương mại thực sự xảy ra thì theo những điều chúng ta đã nhận được trước đây thì giá của BTC sẽ có cái sự tăng trưởng chúng ta sẽ tiếp tục để mà theo dõi cái tình hình này và đây là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn